Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 505 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 10 hàng năm được lựa chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia. Năm 2023 thì ngành chuyển đổi số quốc gia lựa chọn chủ đề là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Chương trình nhằm hướng tới mục tiêu có thể thúc đẩy chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, xây dựng các nền tảng số phục vụ cho người dân, cung cấp các sản phẩm dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Cùng với đó là có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ số. Thực tế cho thấy là trong nhiều năm qua thì chuyển đổi số đã trở thành mục tiêu, phương châm, đích đến của rất nhiều các cơ quan doanh nghiệp, không chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ mà là bởi chuyển đổi số đã mang lại những thay đổi không ngờ. Nếu như trước đây, việc cấp phép kinh doanh vận tải chủ yếu theo phương thức thủ công, gây phiền hà, tốn kém, mất thời gian, thì nay giải pháp hệ thống dịch vụ công lĩnh vực vận tải đường bộ đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành diễn ra nhanh, sâu rộng hơn, từ đó mang lại hiệu quả cao hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí, không chỉ cho người dân, doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý. Theo thống kê sơ bộ và chưa đầy đủ thì tính đến thời điểm hiện tại là có thể giảm được khoảng 17 triệu km đi lại của người dân và tiết kiệm được hàng chi phí hàng chục tỷ đồng so với thời điểm trước thời điểm hệ thống đưa vào khai thác sử dụng. Không chỉ giao thông, chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người dùng và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang được hình thành, cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số đến đời sống xã hội và mọi ngành nghề hiện nay. Và đối với ngành thuế thì cũng đem lại rất nhiều hiệu quả là các cái thông tin quản lý thuế được xử lý trên môi trường điện tử nhanh chóng, chính xác và cũng đem lại cái hiệu quả quản lý tốt hơn, giảm được nguồn lực của ngành thuế. Chỉ còn 0,033% người dân đang sử dụng các kênh trực tiếp truyền thống trước đây và 100% cái giao dịch thì đã được điện hóa và cho đến nay thì hơn 97% các cái nhu cầu sử dụng điện đã được điện tử hóa thông qua các cái hợp đồng mua bán điện điện tử mà Tập đoàn Điện Việt Nam đã triển khai từ năm 2019. Nhằm vinh danh những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương đã có những giải pháp, sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc, năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Việt Nam Digital Awards đã ra đời. 6 năm liên tục đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giải thưởng đã tiếp cận hơn 16.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.800 hồ sơ tham dự, vinh danh gần 300 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu. Cái giải thưởng chuyển đổi số nó là một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp động viên kịp thời để các doanh nghiệp vững tin trên cái con đường mà đầu tư vào công nghệ và đầu tư vào để mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cho cộng đồng và cho xã hội. Đây cũng là một sự ghi nhận về nỗ lực dành cho tập thể của cái digital cũng như là cái shop. Thì trong năm vừa rồi thì cái digital cũng không ngừng là cải tiến những cái năng lực về tư vấn, cộng thêm đến nữa là mình kết hợp với rất là nhiều các cái đối tác, rất là nhiều cái đơn vị và cung cấp giải pháp để có thể xây dựng nên những cái giải pháp trọn gói và những cái giải pháp mà từ có thể phục vụ được toàn bộ những cái hoạt động và những cái yêu cầu của khách hàng. Chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Bên cạnh sự kiện lễ trao giải thưởng chuyển đổi số, trong tháng 10 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình tháng 10 tháng tiêu dùng số. Cho đến nay đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia. Chương trình hướng tới lợi ích của người dân, giúp người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.